Đây là lý do thực sự khiến Đại Nghĩa chưa lấy vợ. Đại Nghĩa chưa lấy vợ không phải vì anh bận, không phải vì bất cứ tin đồn giới tính nào mà người ta ác mờ mắt miệng gắn ghép cho anh. Đại Nghĩa sinh năm 1978. Khi tôi hỏi, anh sắp 40 rồi, chừng nào mới làm đám cưới, Đại Nghĩa bảo, anh cũng mong một cái kết có hậu nhưng còn tùy duyên chứ không vì điều này, điều kia mà có gượng ép mình cưới cho bằng được. Đại Nghĩa sinh năm 1978, anh là một MC đình đám trên sóng truyền hình và là một diễn viên nổi tiếng. Một ngày của anh bắt đầu từ sáng sớm đến khuya lắc khuya lơ mới được về nhà. Một ngày đại nghĩa cũng có 24 tiếng như tất cả mọi người, nhưng lượng công việc mà anh phải làm thì có thể gấp đôi, gấp ba người bình thường. Anh vừa tập kịch, đóng phim, làm MC, quay em show. Hầu như anh không có bất kỳ khoảng thời gian trống nào, bởi nếu có dư ra một tí, anh lại có cả núi việc khác chạy vào lắp chỗ ngay cũng có người nghĩ đại nghĩa bận quá, đến thời gian để thở xả hơi còn hiếm, thì thời gian đâu cho chuyện lấy vợ. Nhưng sự thật, đại nghĩa chưa lấy vợ không phải vì anh bận, không phải vì bất cứ tin đồn giới tính nào mà người ta ác mờ mắt miệng gán ghép cho anh. Anh chưa lấy vợ vì một lý do khác, có lẽ còn khó tin hơn. Ba mẹ chỉ vui khi tôi là người tốt. Đại nghĩa vốn là con một, ba mẹ chỉ sinh được một mình anh, nếu trong một gia đình bình thường khác rất có thể chuyện lấy vợ sinh con đã là một áp lực lớn với cả gia đình và dòng họ. Nhưng với đại nghĩa thì khác, anh tâm sự, mẹ tôi chưa bao giờ dục hay không yên tâm về chuyện tôi phải lập gia đình để mẹ có cháu bồng bế. Mẹ tôi không phải mỗi người phụ nữ có suy nghĩ bó hẹp, ba mẹ tôi suy nghĩ tương đối thoáng so với những người cùng thời. Ngay cả chuyện tôi lập gia đình, vì chọn dâu cũng không phải do ba mẹ quyết định. Ba mẹ hoàn toàn tôn trọng ý kiến, suy nghĩ của tôi. Khi kể về gia đình mình, đại nghĩa kể bằng cả niềm tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức dù ba mẹ không phải tiến sĩ giáo sư ba mẹ anh vốn là nhân viên nhà nước nhưng là người có suy nghĩ cấp tiến so với những người cùng thời gia đình anh theo đạo phật nói thế để hiểu đại nghĩa là một phật tử từ nhỏ ba mẹ đã dắt anh đi chùa dạ anh chia sẻ với những người xung quanh và ngược lại ngay từ khi ba anh còn sống ông vẫn luôn tự hào về cậu con trai duy nhất của mình không phải vì đại nghĩa là một diễn viên nổi tiếng kiếm được nhiều tiền mà vì anh đã trở thành người tốt người có ích cho xã hội ba mẹ tôi hãnh diện về tôi không phải vì tôi là một nghệ sĩ cho dù không được làm một nghệ sĩ đi nữa chỉ cần tôi sống tốt có công việc ổn định giúp được nhiều cho những người xung quanh thì ba mẹ vẫn tự hào về tôi vì được lớn lên trong gia đình như thế nên bản thân Đại Nghĩa cũng chưa từng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm trong chuyện lấy vợ sinh con cho ba mẹ vui lòng. Đơn giản vì ba mẹ chỉ thực sự vui khi thấy anh trở thành người biết giúp đỡ người khác. Anh bảo cái suy nghĩ đến tuổi 30 phải lấy vợ, có con cho ba mẹ ấm bồng theo tôi là hơi bị lạc hậu. Nếu tôi làm ra một núi tiền mà tôi ăn một mình đơn giản vì ba mẹ chỉ thật sự vui khi thấy anh trở thành người biết giúp đỡ người khác. Anh bảo cái suy nghĩ đến 30 tuổi phải lấy vợ có con cho ba mẹ ấm bồng, theo tôi là hơi bị lạc hậu. Nếu tôi làm ra một núi tiền mà tôi ăn một mình tôi thì cũng đâu có hay. Nhưng nếu với núi tiền đó tôi biết chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh thì tự nhiên mình thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều. Nó ý nghĩa hơn rất nhiều so với chuyện đi cưới một cô vợ, để ra một thằng con rồi dồn núi tiền cho thằng con hưởng. Tôi không có suy nghĩ đó. Đây mới là mục đích sống của Đại Nghĩa. Đại Nghĩa không thích những nơi hội hè đình đám, không xài đồ hiệu hay phụ kiện mắc tiền. Anh bảo, quần áo của anh không có cái nào trên 500.000 đồng, trong khi anh thừa sức sắm cho mình những món đồ đắt tiền. Nhiều người gặp anh cũng hỏi, anh làm nhiều như thế, tiền để đâu cho hết? Anh cười trả lời, tiền tôi có nhiều việc để làm lắm tôi đâu có hưởng một mình đâu ý nghĩa cuộc sống với tôi không nằm ở chuyện tiêu xài nó nằm ở việc sống và làm việc phụng sự xã hội và mọi người đó là lý do anh xuyên làm từ thiện và anh coi đó là công việc là sứ mệnh là mục đích sống của mình nhưng anh không khoa trương không la làng lên cho người ta biết thế nên sẽ rất khó để tìm kiếm thông tin trên báo chí về những chuyến đi làm từ thiện của đại nghĩa anh không thể nói với mọi người là một tháng anh có bao nhiêu đây tiền anh cho tổ chức này bao nhiêu tặng tổ chức kia bao nhiêu vì anh biết khi anh nói có người tin có người không và anh thì không muốn những việc mình bị làm bị họ phán xét có hay không đúng hay sai anh làm theo lương tâm của mình anh tế táo rằng mục đích sống của tôi là sống để chia sẻ chứ không phải sống để ăn cho hết với anh điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc lập gia đình có con để con nó hưởng tài sản